Với việc Manchester City không thi đấu trong trận đấu cuối cùng tại ngoại hạng Anh trước Giáng sinh do bận tham gia FIFA Club World Cup, Liverpool và Arsenal có cơ hội lớn để tiến xa hơn trong cuộc đua danh hiệu hấp dẫn khi đối đầu trong trận đấu tâm điểm tại vòng 18 ngoại hạng Anh, trước khi Aston Villa đánh bại Sheffield đậm đà để lật ngược hiệu số bàn thắng bại vượt trội của Liverpool. Thế nên một chiến thắng sẽ đảm bảo cho Liverpool hoặc Arsenal dẫn đầu vào ngày Giáng sinh. Đứng đầu vào dịp Giáng sinh không phải lúc nào cũng là dấu hiệu hữu ích nhất về cơ hội vô địch của một đội bóng. Với chỉ 56 trong số 124 mùa giải hàng đầu nước Anh trước đó, chứng kiến đội dẫn đầu lễ hội tiếp tục lên ngôi vô địch, chiếm khoảng 45%. Ở giai đoạn tiền mùa giải, Man City có 90,2% cơ hội giữ lại vương miện, theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Nhưng việc chỉ giành được một chiến thắng trong 6 trận đấu gần đây tại ngoại hạng Anh đã khiến hy vọng của City giảm xuống còn 40,5%. Còn cơ hội vô địch của Arsenal lúc này là 28,4% và Liverpool là 22,5%. Arsenal hành quân tới Anfield sau khi tạo ra màn trình diễn vượt trội trong chiến thắng 2-0 trước Brighton. Declan Rice đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn đỉnh cao ở hàng tiền vệ, trong khi Gabriel Jesus và Kai Havertz điên tên trên bảng tỷ số để dập tắt những gợi ý rằng pháo thủ có thể cần chiêu mộ một tiền đạo vào tháng riêng. Kể từ khi đến Anh vào năm 2017, Jesus đã có 9 lần tham gia ghi bàn vào lưới Liverpool trên mọi đấu trường với 6 bàn và 3 kiến tạo. Chân sút người Brazil đã ghi 1 bàn và có 2 đường kiến tạo trong 3 lần tới Anfield gần đây nhất. Đồng đội người Brazil là Jesus, Gabriel Martinelli cũng đã gây ra vấn đề cho Liverpool trong mùa giải trước khi ghi bàn và kiến tạo trong cả 2 trận đấu với The Kop. Cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã ghi 4 bàn vào lưới Liverpool, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác kể từ khi gia nhập đội bóng phía Bắc London. Jesus và Martinelli nhiều khả năng sẽ tiếp tục sát cánh cùng Bukayo Saka trên hàng công, dù huấn luyện viên Mikel Arteta có thể không có được sự phục vụ của một số nhân tố chủ chốt khác. Jorginho khả năng cao vắng mặt sau khi dính chấn thương ở chân, trong khi Fabio Vieira và Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu và Jurrien Timber chưa thể trở lại thi đấu do những vấn đề đã gặp phải trước đó. Sự vững chắc trong phòng ngự của Arsenal là chìa khóa giúp cho đội bóng này đang dẫn đầu cho tới thời điểm hiện tại. Pháo thủ chỉ phải đối mặt với ít cú sút trúng đích nhất 4-3 lần. Tuy nhiên, tuyến sau của pháo thủ sẽ được thử thách ở Merseyside với việc Liverpool thực hiện nhiều cú sút nhất với 315 lần và có số bàn thắng kỳ vọng lên tới 35, cao thứ hai giải đấu sau Newcastle. Tuy nhiên, đoàn quân của Jurgen Klopp đã không tìm được đường dẫn đến bàn thắng trước Manchester United vào chủ nhật tuần trước khi tung ra 34 cú sút trong trận hòa không bàn thắng tại Anfield. Kết quả đó đã chấm dứt chuỗi ghi bàn trong 26 trận liên tiếp ở ngoại hạng Anh. Liverpool sau đó đã trở lại thi đấu ở vòng tứ kết Carabao Cup, đánh bại West Ham 5-1 tại Anfield và cùng Chelsea, Fulham và Middlesbrough giành quyền vào bán kết. Mohamed Salah đã chấm dứt chuỗi 16 trận sân nhà liên tiếp có liên quan đến bàn thắng trước Manchester United. Nhưng tiền đạo người Ai Cập sẽ được khích lệ bởi thành tích xuất sắc trước Arsenal tại Anfield. Anh đã ghi 6 bàn vào lưới pháo thủ kể từ khi đến Merseyside vào năm 2017. Với việc Diogo Jota vẫn chưa trở lại sau chấn thương đùi, Luis Diaz, Darwin Núñez và Cody Gakpo đang cạnh tranh để xuất phát cùng Salah trên hàng công. Còn ở tuyến dưới, Liverpool sẽ vắng Alexis Mac-Allister và buộc phải rút Ryan Gravenberch ra sân trong trận gặp Quỷ Đỏ. Đội bóng thành phố Cảng xác nhận đó chỉ là mỏi cơ nên tiền vệ Ryan Gravenberch có thể kịp bình phục thời gian cho trận đấu gặp Arsenal. Có những cái tên như Andre Robertson, Joe Matip, Thiago Alcantara và Stephen Bacetic vẫn phải ngồi ngoài. Alexander-Arnold đã có 6 pha kiến tạo ở ngoại hạng Anh vào lưới Arsenal, nhiều hơn bất kỳ người đồng đội nào khác, với 5 trong số đó đến ở Anfield. Trận đấu tới đây sẽ là một bài kiểm tra về khả năng vô địch của Arsenal, đặc biệt là với thành tích ảm đạm của họ tại Anfield. Liverpool đã bất bại trong 10 trận sân nhà gần nhất tại ngoại hạng Anh trước pháo thủ, thắng 7 và hòa 3. Arsenal đã không giữ sạch lưới trong bất kỳ trận nào trong 15 trận gần nhất gặp Liverpool tại ngoại hạng Anh, để thủng lưới 4-3 lần trong các trận đấu đó. Trận đấu vào rạng sáng chủ nhật tới đây sẽ chứng kiến Liverpool tiếp đón Arsenal lần thứ 100 tại giải vô địch quốc gia, khiến pháo thủ chỉ là đội thứ hai cán mốc 100 trận đấu khi ghé thăm Anfield sau Everton với 105 trận. Trận hòa không bàn thắng của Liverpool với Manchester United tuần trước là lần đầu tiên The Kop không thể thắng trên sân Anfield ở bất kỳ đấu trường nào mùa này. Đội bóng của Jurgen Klopp đã thắng 11 trận sân nhà đầu tiên trong mùa giải 2023-2024 tại ngoại hạng Anh, UEFA Europa League và EFL Cup, ghi tổng cộng 35 bàn thắng trong các giải đấu đó. Trước khi bế tắc vào chủ nhật tuần trước, Liverpool đã giành chiến thắng trước Fulham, Sheffield và Crystal Palace để đứng đầu bảng, trước khi trận hòa với Manchester United khiến họ tụt xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, Arsenal đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, bao gồm cả những chiến thắng gần đây trước Wolves, Luton và Brighton. Mặc dù trận thua duy nhất của pháo thủ trong chuỗi trận đó là chuyến làm khách gần nhất trước Aston Villa vào ngày 9 tháng 12, Arsenal đã thắng 24 trong số 39 trận đấu vào năm 2023, hòa 8 và thua 7. Đây sẽ là lần thứ 7 Liverpool và Arsenal gặp nhau trong trận đấu cuối cùng ở ngoại hạng Anh trước Giáng sinh. 3 trận đấu gần đây nhất của họ đều có kết quả hòa.
Theo dự đoán của Opta, Liverpool có cơ hội chiến thắng lên tới 47,4%, trong khi cơ hội chiến thắng của Arsenal chỉ là 25,6%. Còn các bạn dự đoán thế nào về kết quả trận đấu? Hãy để lại bình luận và cùng trao đổi nhé! Còn bây giờ K-Cộng Sport xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Quà tặng cuối năm từ K cộng, giảm 50% combo chọn bộ K cộng HD và thuê bao gói trọn vẹn.